Vũ Hồng xin bến chào quý cô chú anh chị và các bạn Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh youtube nhà đất Sà Thành Kênh youtube chuyên review báo động sản chính chủ tại thành phố Hồ Chí Minh Và hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn một căn nhà ở hẻm 317 Đường Trịnh Quang Nghị, phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh Đường Trịnh Quang Nghị còn gọi là đường Ba Tơ ha Căn nhà này nằm ở hẻm 317, hẻm đối diện với công an phường 7, quận 8 và nằm gần chợ Phú Lợi 2 và căn nhà của mình giới thiệu đến cô chú chị bạn hôm nay là căn nhà có hướng chính là hướng Bắc nha Nhà có kết cấu một trệt với một lầu Và nhà nằm ở hẻm cao ráo Phía trước nhà mình hẻm khoảng 3 mét rưỡi ha Và nền nhà mình cao hơn mặt hẻm là khoảng 5 tấc Và nhà mình có được bảo vệ bởi hai lớp cửa Ngoài là lớp cửa lùa, sắt lùa Và bên trong là cửa sắt và kính cường lực ha Nhà mình có kích thước ngang là gần 3 mét và chiều dài là 7 mét Nhà có xinô trên là xinô đúc luôn, phía trước này có cái mái tre Và căn nhà này trước đây chủ chưa bán giá là 1 150 nay chủ giảm còn là dưới 1 tỷ Cụ thể là 980 triệu ha, 980 triệu nha cô chú anh chị Căn nhà này cô chú anh chị bạn muốn xem nhà bất cứ lúc nào cũng được hết, bất cứ lúc nào cũng được hết ha Và nhà thì có giấy kê khai 1999 và nhà thì có đóng thế hàng năm đầy đủ mua bán thủ tục mua bán ra văn phòng thừa phát lại lập vi bằng và lập lăng văn bản chứng nhượng chuyển nhượng nha cô chú anh chị bây giờ vũ hồng sẽ review vào trong cho cô chú anh chị bạn xem ha nhà tương đối còn sạch sẽ và nhà mình cách mặt tiền đường nhà cách mặt tiền đường trịnh quang nghị khoảng chừng 40 m và nhằm nằm gần chợ phú lợi đối diện với công an phường 7 quận 8 gần ủy ban dân phường 7 quận 8 ở đây gần rất là nhiều trường học luôn trường thỏ ngọc trường hoàng mai trường nguyễn trung ngạn trường an phong trường phú lợi trường nguyễn văn linh trường bình an trường bùi minh trực và đây là không gian bên trong của nhà mình ha và nhìn lại cái hẻm phía trước nhà mình đây nhà có điện chính nước chính luôn nha cô chú anh chị đó ở ngoài là có bạc tre bên ngoài đó có quạt luôn ha quạt nè ha và nhà mình có hai nhà vệ sinh ở trên làm được hai phòng ngủ ha cô chú anh chị Xin nhắc lại kích thước nhà ngang là gần 3m và chiều dài là 7m ha Đây là không gian bếp của nhà mình Đó, bếp của nhà mình đây ha Cô chú anh chị bạn muốn xem căn nhà này bất cứ lúc nào cũng được nha Nếu có bạn bè đang tìm nhà mua nhà ở phân khúc dưới 1 tỷ Thì cô chú anh chị bạn hãy chia sẻ cho họ cái video điểm này Để giúp họ mua nhà, được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà nha cô chú anh chị và nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh thì mình hãy giúp chú Hồng đăng ký kênh Còn nếu mình đã nhiều lần xem rồi Nhớ chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình Những người đang có nhu cầu tìm mua nhà dưới 1 tỷ để giúp họ mua được nhà Nếu cô chú chị bạn chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh ủng hộ chú Hồng ha Nếu có nhu cầu ký gửi bán nhà đăng bán nhanh thì hãy alo cho chú Hồng chú Hồng sẽ tới review đăng nhanh bán trên YouTube cho đăng trên YouTube bán nhanh cho cô chú chị bạn ha và đây là khu vực phía trước cái cầu thang đi lên ngay chỗ này ha cầu thang đi lên ngay chỗ này nè cầu thang đi lên cái giường này nè cái giường này giường trẻ em mình hay hãy nâng lên tắm nữa cho một đứa nữa ở được bình thường nha cô chú anh chị ở đây mình có thể làm được hai phòng luôn và nhà vệ sinh bên trong nè ở khu vực nhà vệ sinh bên trong đây ở nhà vệ sinh nè ha từ nhà giá cao ráo có máy nước nóng luôn đầy đủ hết á và có giếng trời bên trên luôn Rồi, Vũ Hồng vừa review cho cô chú chị bạn xem căn nhà địa chỉ 317 317 xe 25 xe 2A đường Trịnh Quang Nghị phường 7 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh và Vũ Hồng xin nhắc lại thông tin của căn nhà này ha căn nhà có kích thước ngang là gần 3m chiều dài gần 7m và nhà có kết cấu một trệt với một lầu nhà có hướng chính là hướng Bắc nhà nằm gần chợ Phú Lợi 2 gần ngã tư đường, tư đường Trịnh Quang Nghị với đường Phạm Thế Hiển Hẻm 317 là hẻm đối diện với công an phường 7 quận 8 Gần chợ Phú Lợi 2 Và căn nhà này Vũ Hồng xin nhắc lại là chủ đang kêu bán giá là 980 triệu ha, dưới 1 tỷ nha Hãy chia sẻ video clip này cho bạn bè người thân của mình Những người đang có nhu cầu tìm mua nhà ở Vân Khúc dưới 1 tỷ Để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà ha Nếu cô chú chị bạn có nhu cầu khí gửi bán nhà Đăng lên Youtube bán nhanh Thì Vũ Hồng tới review đăng lên để bán nhanh cho cô chú chị ha và xin chào, xin hẹn gặp lại cô chú chị và các bạn ở những cái video review nhà lần sau nha.